Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn, cho anh em về một cái hệ thống xịt đó. Tại hôm bữa mình có đăng về cái hệ thống xịt mà anh em cũng có hỏi, hôm nay mình chia sẻ kỹ hơn. Đó. Đây là hệ thống xịt của mình rồi các bạn. Cái bồn này nè, hôm đó mình mua là 2 triệu các bạn. Cái bồn này mình mua 2 triệu. Nói cái bồn trước đi, cái bồn mình mua 2 triệu mà nó cũng mới các bạn. Mình xài cũng hơn nửa năm rồi. Để ngoài trời cái mũ nó rất là bền. Cái bắt đầu mình vận chuyển tới đây là 2,2 triệu đó, cái bồn xong rồi, cái bồn ở đây là hệ thống nè, cái motor nữa bạn. Hiện cái vườn sầu riêng của mình á, nguyên một cái vườn của mình là 3,5 công các bạn, là mình trồng 72 gốc. Cái hiện nay cái này là của Super Win của Tân Hoàn Cầu các bạn. Cái này là 1,5 ngựa, nó gánh 72 bếp phải gan các bạn. Mình không có nói cặn kẽ về cái hệ thống, nhưng mà anh em làm là anh em phải tìm được một cái đầu lọc cho nó ngon. Nè các bạn có lắp hệ thống á, bạn phải kiếm một cái đầu lọc cho nó ngon nè, chứ không thôi nó dướng cái bát các bạn. Tại nước với mương lên nó bét dữ lắm, rác á đó. Cái bọn đây nó mấy cái hoành dẫn nó nằm đây nè đó. Mình cái chỗ mấy cái hoành dẫn là mình khó nấu lắm các bạn. Tại vì thực sự là nó hơi phức tạp chút xíu, nó còn cái chế độ đảo thuốc này kia nữa đó. Thì mình không có nói vấn đề đó, nhưng mà mình nói về cái mặt lợi và mặt hại của cái nào cũng có cái mặt lợi mặt hại cho các bạn. Cái mặt lợi của nó là xịt rất là ok các bạn. Cây này đang ra đọt nè, còn những cây này thì nó nói chung là mình có hệ thống xịt tự động thì mình được quyền xịt thoải mái. Nó có một cái mặt lợi nữa là sáng các bạn có thể rửa xương đó, cái vườn mình như này mình lắp hệ thống tự động giặt dài chạy thẳng ngoài luôn đó, khỏe lắm các bạn. Các bạn canh thuốc đi. Tại một số anh em nói là ủa mình lắp xong mà tại sao nó không hiệu quả, là do anh em xịt thuốc á. Theo mình thấy gì nè, cái lần mà khi mà cái này nó nhú rồi bạn, bạn thấy cái đọt nó nhú rồi chưa, không to lên cho các bạn coi nè, đó cái đọt nó nhú nè, cái đọt nó nhú này là mình xịt 1 tuần trước rồi nha bạn. Các bạn thương cái một lần đầu các bạn đưa thuốc dữ cho mình, ví dụ mà nó kêu xịt 200 lít nước, bạn xịt 100 lít nước cho mình, cộng thuốc sâu vô quánh một cửa cho nó đậm lên. Mình xịt hết trơn 72 gốc lớn như thế này đó bạn, thì tầm 400 tới 500 lít nước à. Mình coi cái lượng rầy nó làm sao mà mình xịt đó, bạn thấy giờ nó bắt đầu nó lú nè, mình xịt chung luôn. Cái cử này hôm bữa là mình quánh một cử rất là lớn, rất là mạnh, thuốc rất mạnh đó. Cái cử hai bắt đầu nè các bạn, cử hai bắt đầu nó hé ra rồi, bắt đầu mình quánh một cử mạnh nữa. Cử thứ ba bắt đầu nó có lá rồi, nó mở lá, bắt đầu mình quánh bằng mình quánh công phai mà bây giờ mida công phai quánh cho rẻ tiền rồi. Cái mặt hại của nó là các bạn biết sao, khi những cái lá dưới này nó rớt không tới rồi, thì những cái thuốc bệnh này kia thì các bạn nên xịt tay. Còn mình thì mình ít xịt thuốc bệnh lắm mấy bạn, mình không có xịt thuốc bệnh nhiều đâu. Tại mình đưa lên hệ thống là khi mà cái đọt này nó nhú nè, các bạn xịt rầy là hiệu quả nhất nè. Còn khi mà lá nó mở thì các bạn phải xịt tăng lượng nước lên. 72 gốc này nếu mà tăng lượng nước là phải 600, còn các bạn xịt tay cũng phải 600-700 rồi, chứ không có ít hơn được đâu. Đó, bây giờ mình sẽ xịt thử các bạn xem, để mình bật motor cái để coi cả. Hiện tại hai lô lớn rồi. Mình sẽ xịt cho các bạn xem đây. Này thì các bạn xịt chừng 10 phút các bạn, 10 phút là xong. Ê, mình sẽ chui lòn đó, mình xịt chung cho cái vườn tơ của mình luôn, cái vườn đang mang trái của mình luôn nè. Các bạn xem nè, không biết các bạn thấy rõ không biết này các bạn, nó phun như mưa vậy nè. À, đây là mình mới mở nửa van thôi nha, đây là mình đang xịt nước lạnh, mình đang rửa nước lạnh các bạn. Cái bán kính của nó rất là mạnh nha các bạn. Các bạn mà mở hết van ha, là bán kính của nó có thể là 6 mét, nhưng mà mình mở hết van thì nó văng thuốc ra ngoài bờ bên kia của người ta thì nó phí đó. Đó, vậy mình quản lý sau này là ngon lành nè các bạn, thấy không? Cái cây mình đang búp búp rồi nè, mình cho đi đọt luôn. Đây, những cái lá này đây.
chiều nay bắt đầu mình quýnh cử rầy nữa nè, cho nó mở cái lá ra. Cái cây trong đây nó vẫn mang trái, đang mang trái nè bạn. Đó. Thì mình sẽ đi đọt nè bạn, cho đi đọt luôn. Còn cây này cây quánh mình ép, quánh ép 97 nè. Nó sừng sờ được cây bà đó. Yêu cầu có trái là được rồi các bạn. Đó. Này trái lớn hết rồi. Đó. Chiều nay mình sẽ xịt các bạn thấy không? 72 gốc này mình xịt một lần chừng 10 phút thôi bạn là xong rồi. Là hết rồi đó. Nè các bạn, mình quánh cây ép 9 cái cây này mình bữa mình có quay là mình xịt mentus nè. Trái nó mới lớn rồi nè. Ừ lắm rồi. Đó, thấy không? Đặt cây luôn. Nó còn 30 trái các bạn, mình để luôn. Rồi. Cái hệ thống tự động này thì mình theo mình nha các bạn, mình cảm thấy rất là ok. Nhưng mà mình sẽ không có giới thiệu người ráp nha các bạn. Tại vì á, cái ông ráp này ông không có trách nhiệm với cái vườn của mình. Mình nói thẳng luôn. Làm mà không có trách nhiệm, nghỉ đi, dẹp đi. Không kêu nữa, mình cũng chẳng giới thiệu nữa đâu. Chứ là cái ông cái hệ thống này thì ngon. Nhưng mà các bạn phải biết chọn ống nữa. Nên các bạn có cần mà ấy thì mình sẽ tư vấn cho các bạn xem. Còn mình sẽ đi ra sát ngoài kia chút xíu nữa là cho các bạn xem ở ngoài kia nữa. Đây các bạn, cái vườn tơ là tháng 10 mình để trái luôn nè. Không thấy không? À, đọt nó ra có thể mập không? Đó, các bạn thấy bạn xịt vô cái đọt này nè. Thuốc nó văng vô trong cái đọt này là cái trứng nó ung luôn. Các bạn xịt những cái dòng nào mà ung trứng các bạn. Một số anh em điện cho mình, ủa sao ráp mà mày ráp mà thấy êm không? Mà tại sao mà sao bên tao ráp mà thấy không êm? Nhưng mà các bạn thấy không? Đây, cái lá của nó bắt đầu ướt rồi nè. Mình xịt chừng 10 phút là cái lá ướt nhẹ rồi. Đó. Êm lắm các bạn. Khỏe lắm. Các bạn không có phải là đụng chạm như thuốc bảo vệ thực vật gì hết. Các bạn xịt ngon xong các bạn ấy bắt bạn chạy mất tiêu là xong. Khỏe ru. Đó, nó đang mở lớn, mở cái lá rồi các bạn. Thấy không? Không có còn rầy. Khỏe không? À, còn đằng sau mình sẽ xịt Comfy rồi các bạn. Đó, xịt cái dòng nào mà nó rẻ tiền thôi. Mình lần đầu là mình chơi một lần mất tiền nha. Lần sau mình coi mật độ rầy con sao. Đó, các bạn thấy không? Các bạn giữ được cây lá này thì bạn nghĩ cái cây này nó ra hết một đợt cây nè, các bạn nghĩ nó rộ nó mạnh cỡ nào. Đó, cái tạng trong là mình cắt hết rồi các bạn. Đó, tháng 10 là bắt đầu mình để trái luôn, mình làm mình lên mà mình để trái luôn. Rồi anh em nào mà có cần mà, nhưng mà anh em nên, mình khuyên anh em là nên đi tham khảo một vài vườn đi nha anh em cho chắc, chứ không thôi anh em bỏ tiền ra là mà anh em làm thuê cái người đó mà hao thuốc quá, đi đường ống mà hao thuốc quá các bạn, thì nó lại tốn tiền cho mình nè các bạn. Mình ưu tiên mình đi cái ống 6 ly nha, quên nói nữa, đi cái ống 6 ly, ống đen là 6 ly nè, một cái cuộn là 100m 250.000 với cái ống được ống cái của mình nè các bạn. Ống cái dẫn thuốc nè. Ống này chỉ có 27 thôi các bạn. Bề đường dài của mình là 220m á. Cái đường bờ của mình nè, 220m á. Thì mình nói xương xương vậy đó thì các bạn nắm, các bạn muốn ráp á thì cái mặt lợi của nó ráp rất là ok, mình cảm thấy là các bạn thấy nè, ướt lá rồi nè thấy chưa? Các bạn chỉ cần ướt lá này thôi. Nó cần ướt cái đọt này là ngon rồi. Còn cái lá mà nó mở ra thì các bạn xịt thuốc nhẹ nhẹ là được rồi. Không có cần mà phải thuốc mạnh quá, nhưng mà mình ưu tiên là những cái cử đầu mà nó bắt đầu luống ngọn giáo các bạn. Các bạn nên xịt thuốc mạnh chút xíu. Đó. Để mà bảo vệ được cái dàn lá rồi. Lá đi sáng nè. Rồi. Anh em có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin cho mình hoặc gọi điện cho mình. Còn cái người chỉ thì mình không có chỉ đâu. Ông in quá mà không chỉ đâu nha. Còn anh em có ở xa thì cứ tham khảo một số vườn nữa đó rồi mình tự đáp thôi. À mà chi phí của mình hết là 72 gốc này là tính cả luôn cái phi luôn là 15 triệu các bạn. 15 triệu hơn chút xíu à. Rồi. Mình đi vô mình tắt đây các bạn. Hẹn các bạn trong các video sau ha. Các bạn có cần tư vấn về cái hệ thống này mình sẽ sẵn sàng mình chia sẻ cho các bạn. Qua các bạn cứ gọi về cho mình qua số 0968159121 hoặc là số 0766828912. Rồi. Ok. Mình kết thúc video đây. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.